Bí quyết thành công của kinh doanh theo mạng. Zip Zone. Wow, chào các bạn, tôi là Zip Zone. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số chìa khóa quan trọng nhất giúp tôi thành công với lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Như tôi đã chia sẻ với các bạn, khi tôi 27-28 tuổi, tôi đã kiếm được 30-35.000 đô la mỗi tháng từ kinh doanh theo mạng. Và bạn hình dung số tiền này tại thời điểm đó hoàn toàn là một số tiền rất lớn, không hề nhỏ. Và sau đây, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn chính xác những chìa khóa quan trọng nhất, những điều quan trọng nhất đã giúp tôi đạt được kết quả như vậy. Lời đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là sự lựa chọn đúng. Sự lựa chọn đúng rất quan trọng. Sự lựa chọn đúng sẽ quyết định bạn đi về đâu. Với tôi, đó là lựa chọn kinh doanh theo mạng. Tại sao kinh doanh theo mạng với tôi đó là lựa chọn đúng? Bởi vì với kinh doanh theo mạng, bạn có thể bắt đầu nhỏ nhưng có thể xây dựng nên một sự nghiệp, một đế chế rất lớn. Tôi xin nhắc lại, với kinh doanh theo mạng, bạn có thể bắt đầu nhỏ nhưng có thể xây dựng nên một sự nghiệp, một đế chế rất lớn. Bạn đã bắt đầu bằng 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người cùng tham gia với bạn. Hoặc bạn có thể bắt đầu với 4 khách hàng, 5 khách hàng, sau đó mở rộng ra 40, 50 khách hàng. Một cách bắt đầu rất nhỏ, rất từ từ, rất nhỏ như vậy. Bí quyết của kinh doanh theo mạng đó là ta hãy làm việc nhỏ, đơn giản nhưng mà tạo ra sự nhân bản, sao chép. Và việc của chúng ta đó chính là đi kết nối, chia sẻ và giúp cho mọi người có phương tiện, có sản phẩm, có dịch vụ tốt để sử dụng. Và sau đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về triết lý để thành công và giúp cho các bạn ngày hôm nay, bất kể bạn trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng bao nhiêu đâu, bạn đang trong môi trường nào, bạn đều có thể đạt được thành công. Điều thứ nhất, để thành công thì điều đầu tiên đó là bạn phải học thêm các kỹ năng mới. Giống như tôi, kỹ năng đầu tiên tôi học được đó là kỹ năng bắt sữa bò. Nhưng các bạn biết rồi đó, với kỹ năng này không trả cho tôi nhiều tiền. Và người cố vấn của tôi dạy rằng, Jim à, anh muốn kiếm thêm thu nhập, anh phải học hỏi thêm các kỹ năng mới. Bạn hãy hình dung trong thế kỷ 21 này, cái cơ hội nó đến xung quanh với bạn là vô số. Và nó luôn xuất hiện xung quanh bạn. Nhưng có điều là bạn đã có đủ kỹ năng, đủ kinh nghiệm, đủ tầm nhìn và nhìn nhận để phát hiện ra những cơ hội đó hay chưa? Bạn hãy hình dung ra những công ty kinh doanh theo mạng. Có những công ty lên 1 tỷ đô, 2 tỷ đô trên 1 năm. Nhưng điều đó chưa là gì cả các bạn ạ. Một kinh doanh theo mạng đạt doanh số 1 tỷ đô, 2 tỷ đô trên 1 năm, hiện tại nó giống như một hạt cát trên sa mạc vậy. Nếu công ty nào đó đạt 3 tỷ đô thì công ty đó được 3 hạt cát trên sa mạc so với tiềm năng vô cùng lớn của lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Wow, gần đây có số người quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp là bao nhiêu? Bạn có thể làm phép tính được không? Bao nhiêu người trên thế giới này họ đang quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp? Tôi nghĩ rằng con số này càng ngày càng càng cao đó các bạn. Do đó điều đầu tiên là cần phải học thêm những kỹ năng mới. Ok, khi tôi bắt đầu với kinh doanh theo mạng, tôi đã học thêm những kỹ năng. Và kỹ năng đầu tiên tôi học thêm sau khi tôi bắt đầu kinh doanh theo mạng đó là tôi học cách để chia sẻ, hay còn gọi là bán hàng. Như vậy kỹ năng đầu tiên tôi học cách chia sẻ để bán hàng. Rồi tôi học cách trình bày để giới thiệu kinh doanh và sản phẩm với khách hàng, những đối tác của tôi. Vậy giờ đây tôi đã có mấy kỹ năng? Có 2 kỹ năng. Kỹ năng bắt sữa bò và kỹ năng chia sẻ bán hàng. Vậy tôi đã có 2 kỹ năng. Wow. Tiếp theo là tôi học kỹ năng bảo trợ, hay còn gọi là tuyển dụng. Tôi học cách mời người cùng tham gia công tác phát triển kinh doanh cùng với tôi. Bạn hãy nhớ, bất kể bạn ở trong một công ty, một đối tác kinh doanh theo mạng nào, hoặc bạn đang sống ở đâu, thì kinh doanh theo mạng có thể tạo ra thu nhập theo 2 cách khác nhau. Thứ nhất, đó là trực tiếp từ những sản phẩm do chính bạn chia sẻ và bạn bán cho khách hàng. Và thứ hai, nó đến từ doanh số của những người trong đội nhóm của bạn, và bạn nhận được hoa hồng từ việc chia sẻ của họ. Và khi tôi hiểu rằng với kinh doanh theo mạng, họ chỉ trả tôi theo 2 cách như vậy. Một là bán lẻ, hai là xây dựng bảo trợ. Do đó tôi biết rất rõ việc tôi cần phải tập trung đó là gì. Tôi biết rõ rằng vậy tôi phải tập trung vào phân phối và bảo trợ đội ngũ người đồng nghiệp, đồng đội cùng với tôi.
Và có một điều rất hay của kinh doanh theo mạng, bạn hoàn toàn được lựa chọn số tiền thu nhập mà bạn muốn tạo ra. Bạn hãy dùng cây bút viết ra rất rõ những con số đó. Sau đó bạn sẽ truy ngược trở lại xem mình cần bảo trợ bao nhiêu để bán chia sẻ bao nhiêu sản phẩm. Rất rõ trong kinh doanh theo mạng. Kinh doanh theo mạng là một ngành kinh doanh có thể dự đoán, tiên đoán trước được đầu ra thu nhập của bạn là bao nhiêu. Chỉ cần biết rõ số tiền mà muốn nhận được, sau đó bạn sẽ truy ngược lại. Với số tiền này, tôi cần bảo trợ, tôi cần có doanh số bao nhiêu. Đó là điểm hay nhất của kinh doanh theo mạng. Và khi tôi học được điều này, tôi biết được triết lý này, tôi đã tìm ra câu trả lời và giải pháp giúp chính tôi trở lên giàu có và thịnh vượng bằng cách tập trung vào bảo trợ. Và các bạn à, bây giờ để tôi thấy rằng một trong những cái điều mà bảo trợ là điều quan trọng nhất của kinh doanh theo mạng, nhưng đây cũng là một rào cản lớn nhất của rất nhiều người đã và đang làm kinh doanh theo mạng. Tôi hiểu sự khó khăn đó, tôi hiểu thử thách đó với các bạn. Do đó hôm nay tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ với các bạn một số bước mà tôi đã áp dụng tạo ra kết quả rất hiệu quả, được bước đột phá trong kinh doanh theo mạng của tôi. Nhờ việc áp dụng những bước này giúp tôi bảo trợ một đội ngũ rất lớn. Và tôi sẽ chia sẻ này cho các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy nói sẵn sàng và sử dụng sổ bút để ghi xuống. Bước 1, bạn mời mọi người tham khảo cơ hội của bạn. Bước 1, mời mọi người tham khảo cơ hội của bạn. Khi tôi chia sẻ với mọi người, tôi nói với họ rằng tôi không quan trọng là bạn có gia nhập, có tham gia cùng với đội ngũ chia sẻ phân phối bán hàng của tôi hay không, và tôi chỉ muốn cho bạn xem tham khảo những điều tôi đang làm, thứ tôi đang giúp người khác. Bởi vì tôi không làm điều này thì có thể trong vòng 1 năm nữa, khi tôi trở nên giàu có và thịnh vượng, khi đó bạn có thể là người bạn thân thiết nhất của tôi, là những người thân thiết nhất của tôi, mà bạn lại trách rằng khi mà tại sao anh có cơ hội tốt như vậy mà anh không chia sẻ với tôi và anh lại đi làm một mình. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn nhận những lời phàn nàn trách móc như vậy. Tại sao anh không chia sẻ với tôi một cơ hội tốt như vậy mà anh lại chỉ làm một mình và anh trở nên giàu có một mình? Do đó tôi không muốn điều đó xảy ra, nên ít nhất tôi sẽ chia sẻ với bạn thông tin. Tôi muốn bạn dành thời gian để tham khảo điều đó. Và tiếp theo, tôi học cách để có một lời mời tốt, một lời mời hiệu quả. Và đây là lời mời của tôi, và tôi khuyên mọi người những cái ý chính giúp mọi người có được một lời mời tốt. Tôi sử dụng lời mời của mình và tôi học cách tạo ra lời mời tốt bằng cách đặt ra những câu hỏi. Đầu tiên tôi sẽ hỏi một người, nếu anh ta là ứng viên của tôi, tôi sẽ hỏi anh đã tìm ra cơ hội giúp anh có đời sống tài chính vững mạnh cho bản thân và gia đình hay chưa? Câu thứ nhất, anh đã tìm ra cơ hội để giúp anh có đời sống tài chính vững mạnh cho bản thân và gia đình hay chưa? Nếu câu trả lời của anh ta là chưa, thì tôi hỏi ngay câu tiếp theo. À, vậy thì anh có đang chủ động để tìm kiếm một cơ hội giúp anh có sự chủ động vững mạnh về tài chính, hay đó là khả năng làm chủ cuộc đời hay không? Đó là câu hỏi. Xong rồi, anh có đang chủ động tìm kiếm một cơ hội như vậy hay không? Nếu câu trả lời của người kia là không, thì tôi sẽ nói tiếp và tôi cho anh một điều tiếp theo. Hãy để tôi nói cho bạn một lời khuyên. Nếu bạn muốn nghe, hãy nghe lời khuyên này của tôi. Mà lời khuyên này có thể bạn chưa từng nghe bất kỳ từ ai. Nếu anh vẫn chưa tìm thấy cơ hội để giúp anh có thể tự chủ tự do về tài chính cho bản thân và gia đình, thì lời khuyên của tôi dành cho anh đó là anh thành người chủ động tìm kiếm cơ hội mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm để giúp anh đạt được mục tiêu đó. Đó là lời khuyên của tôi dành cho bạn. Và đương nhiên rồi, nếu bạn chấp nhận, bạn hiểu, bạn muốn cái lời khuyên của tôi trở thành hiện thực, thì đây tôi có thể chỉ cho bạn về một cơ hội mà tôi đang có. Tôi sẽ mời anh tham gia vào một buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh, chia sẻ về sản phẩm, chia sẻ về mô hình kinh doanh của tôi. Và nếu anh tham gia buổi chia sẻ và cơ hội đó của chúng tôi và nghĩ rằng nó không phù hợp với anh, thì lời khuyên của tôi dành cho anh đó là anh hãy tiếp tục tìm kiếm những cơ hội phù hợp hơn dành cho anh và gia đình. Không quan trọng anh tham gia cùng tôi hay không, tôi chỉ muốn chỉ cho anh thấy rằng cái cơ hội tôi đang có giúp mọi người có sự tự chủ về tài chính như thế nào cho bản thân và gia đình. Anh có đến tham dự và anh tìm hiểu. Đó là một lời mời rất là hiệu quả và tôi đã áp dụng trong suốt thời gian tôi xây dựng kinh doanh theo mạng. Bạn hãy chủ động hỏi họ, bạn hãy chủ động đưa ra lời khuyên cho họ, và sau đó một cách nhẹ nhàng, không có áp lực, hãy chủ động mời họ tham dự để họ tham khảo xem họ thấy phù hợp hay không. Nếu phù hợp thì chúng ta chia sẻ tiếp, còn nếu không thì hãy nói rằng họ tiếp tục tìm cơ hội khác. Rất đơn giản như vậy, không có áp lực, không có nỗi sợ, chia sẻ hoàn toàn thoải mái, rất là nhẹ nhàng.
đó là về lời mời. Và tiếp theo tôi học một cái cách để trình bày, học cách trình bày các bạn ạ. Theo cách trình bày có hai cách, hai kiểu trình bày. Kiểu trình bày thứ nhất đó là trình bày trực tiếp một một. Có thể tôi gặp họ ở quán cà phê, tôi gặp họ ở một nơi nào đó, một địa điểm nào đó, nơi đó một một với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, tôi chia sẻ với họ cách một một ngắn gọn thông tin và giới thiệu cho họ cách đơn giản, đó là trình bày một một, cách trình bày bình thường. Và sau đó tôi học cách để trình bày ở những hội nghị, hội thảo, chương trình lớn. Vậy là bây giờ chúng tôi đã có mấy kỹ năng nhỉ? Chúng tôi có kỹ năng chia sẻ, kỹ năng bảo trợ và tổng cộng tôi đã có kỹ năng đó là bắt sữa bò, 2 chia sẻ bán hàng, 3 là bảo trợ. Và tiếp theo kỹ năng của tôi đó chính là kỹ năng tổ chức. Và trong kinh doanh theo mạng thì thế nào là kỹ năng tổ chức? Đây là kỹ năng quan trọng bạn cần học tập nếu như bạn muốn kiếm được rất nhiều tiền ở trong kinh doanh theo mạng. Kỹ năng tổ chức trong kinh doanh theo mạng đó là cho mọi người có cái môi trường có thể làm việc cộng tác cùng với nhau. Và bạn tạo ra một đội nhóm, cái môi trường, cái tổ chức để họ có thể làm việc với nhau. Họ có thể đồng hành với nhau, cộng tác với nhau. Ở trong đó họ chia sẻ những câu chuyện thành công, những bài học về thành công. Và bạn sẽ không biết câu chuyện này là câu chuyện của ai chạm đến những trái tim của những người ứng viên, những người khách hàng. Bạn không biết điều đó. Do đó việc bạn cần biết đó là tổ chức là một đội ngũ cùng hoạt động với mục đích chung, cùng chia sẻ những câu chuyện, cùng chung giúp nhau phát triển. Bởi vì quy luật của thành công đó là khi có 2 đến 3 người đồng tâm cùng tầm nhìn thì không có gì ngăn cản được họ. Tôi nhắc lại, khi anh có một nhóm từ 2 đến 3 người cùng tầm nhìn, cùng quyết tâm, cùng tầm nhìn thì không có gì có thể ngăn cản được thành công của họ. Vậy với kinh doanh theo mạng, bạn có thể chia sẻ bán hàng và bảo trợ bằng cách áp dụng những điều tôi vừa chia sẻ. Và khi bạn có một đội ngũ và tổ chức được một đội ngũ như vậy thì bạn hình dung bạn có thể chia sẻ bán hàng ngay cả khi bạn chưa có nhiều trải nghiệm sản phẩm, bạn có thể bảo trợ ngay khi bạn chưa có khả năng thành công. Bởi vì trong kinh doanh theo mạng bạn có thể làm được điều đó, rất khác biệt so với bên ngoài. Bởi vì ở kinh doanh theo mạng bạn có thể học cách thu lượm và chắt lọc những câu chuyện kể lại cho ứng viên của mình. Bạn có thể học câu chuyện, nghe câu chuyện của người khác, sau đó bán những câu chuyện đó. Tôi vừa biết một cơ hội cho phép những người bình thường làm chủ tài chính của mình. Tôi có một anh bạn, anh ta vừa mới đang làm một người IT. Anh đã bắt đầu kinh doanh thương mại, anh đã kiếm được nhiều tiền và anh đã tự chủ được tài chính. Anh ta là người rất bình thường. Bạn hãy học cách tìm kiếm và chắt lọc những câu chuyện. Những người bình thường họ đã thành công như thế nào để bạn chia sẻ cho người khác. Và đó là cách giúp bạn bảo dụng, chiêu mộ được người khác ngay khi bạn chưa có thành công theo kinh doanh theo mạng. Rồi các bạn, và kỹ năng tiếp theo đó chính là kỹ năng tôi học cách để cổ động. Cổ động. Và khía cạnh đầu tiên của cổ động tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là vinh danh. Công ty, đội nhóm lớn của bạn cũng có những chương trình vinh danh rất lớn. Họ có những chương trình vinh danh lớn. Còn tôi, bí kíp của tôi triển khai, tôi triển khai đó là những vinh danh nhỏ và tôi chúc mừng những người bạn tôi hàng ngày. Bất kể khi nào họ có những bước tiến mới, tôi chúc mừng bạn vì bạn có thêm 1 người khách hàng. Tôi chúc mừng anh vì anh có thêm 5 người đối tác trong tháng này. Tôi chúc mừng anh vì anh đã bảo trợ được 6 người trong tuần này. Tôi chúc mừng anh vì anh vừa bắt đầu sử dụng sản phẩm. Tôi làm những việc rất nhỏ và tôi vinh danh từ những thứ nhỏ nhất như vậy. Đó chính là bí kíp của tôi. Bạn không phải để đến khi một hội thảo lớn của công ty, một sự kiện rất lớn bạn mới tạo ra những cái vinh danh. Bạn hãy tạo ra những vinh danh để tôn vinh những thành quả, những bước tiến rất nhỏ của đội nhóm của bạn mỗi ngày. Đó là bí quyết của bạn. Điều này rất nhiều người không làm. Và đây cũng chính là bí kíp giúp bạn xây dựng đội nhóm vững mạnh và tôn trọng, giúp đỡ nhau phát triển, tạo được những cái bước đi nhỏ, vinh danh. Và tiếp theo là cổ động cho sự kiện của công ty. Bây giờ tôi đã học được 5 kỹ năng: bắt sữa bò, chia sẻ, tuyển bảo trợ, tổ chức và cổ động. Kỹ năng tiếp theo tôi cần phải học đó là kỹ năng về giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo mạng là một trong những kỹ năng tối quan trọng cần thiết bạn cần phải có. Bạn phải học cách dùng ngôn ngữ của mình để giúp cho mọi người hình dung ra những điều mà họ chưa đạt được. Và bạn cho họ thấy điều họ chưa thấy. Và tôi hay có một cái câu châm ngôn hay chia sẻ với bạn của tôi, những người hợp tác cùng tôi kinh doanh theo mạng. Kinh doanh theo mạng đó là cho những người mù thấy đường, cho những người chưa thấy họ thấy.
và cách thấy của họ đây bằng hai cách khác nhau. Cách thông thường bạn có thể nói rằng họ thấy bằng con mắt, đúng không? Thì điều đó chưa đủ. Bằng ngôn ngữ, bằng giao tiếp, bằng cử chỉ, bạn phải cần cho họ thấy bằng cái suy nghĩ của họ, bằng trí tưởng tượng của họ, bằng tâm nhìn của bạn. Do đó, trong giao tiếp theo kinh doanh theo mạng, bạn hãy giúp họ thấy được điều đó, thấy bằng mắt thường và thấy bằng tâm trí của họ, hiện hiện rõ trong tâm trí của họ. Đấy là cái tôi muốn dùng giao tiếp chia sẻ cho mọi người. Làm sao bạn có thể nhắm mắt lại và bạn vẫn thấy cơ hội? Làm sao bạn giúp họ có thể nhắm mắt lại và họ vẫn nhìn thấy tiềm năng? Làm sao họ nhắm mắt lại, họ vẫn có thể hình dung ra thành công của họ? Thì đó là bạn đang giao tiếp thành công. Và đây tôi làm điều đó, tôi sẽ chỉ cho họ mấy cái điểm cốt yếu trong lĩnh vực này như sau. Một, tôi chỉ cho họ thấy được các vấn đề. Tôi chỉ ra rằng anh đang thừa 10 cân, 20 cân, 50 cân. Ồ, anh đang gặp vấn đề về tài chính, đang không có thời gian. Anh đang không có đủ sức khỏe dành cho gia đình. Tôi chỉ cho họ thấy vấn đề của họ. Và tôi đặt nó theo các mức độ khác nhau. Ví dụ một người thừa 5 cân thì mức độ cảnh báo. Thừa 10 cân thì đó là mức độ nguy hiểm. Thừa 20 cân thì có thể mức độ báo động. Hoặc ở trong tài chính, trong sự tự do tôi cũng làm như vậy. Tôi đưa ra theo các nấc thang như vậy để họ biết rất rõ. Họ nhận ra rõ vấn đề họ gặp phải đó là gì và thực tế họ đang vấn đề gì rất quan trọng. Và khi bạn thấy chỉ ra cho họ, tự họ ý thức được vấn đề họ đang gặp phải thì họ sẽ chủ động, họ hiểu được điều đó, họ chủ động đi tìm kiếm cái điều để giải quyết vấn đề đó. Và sau đó tôi chuyển sang bước thứ hai, chia sẻ cho họ về giải pháp. Ở đây bạn lưu ý, tôi chia sẻ với họ về giải pháp, tôi không chia sẻ với họ về sản phẩm. Ở đây đó là tôi bán giải pháp chứ tôi không bán sản phẩm. Ở đây tôi có một giải pháp toàn diện, bạn lưu ý, giải pháp toàn diện giúp bạn có thể giải quyết được các vấn đề. Tôi có một giải pháp toàn diện giúp bạn có một đời sống tài chính vững mạnh cho bản thân và gia đình. Đó, và tiếp theo tôi sẽ cho bạn thấy rằng họ đang thiếu đi một cơ hội, một phương tiện giúp cho họ có thể đạt được những mục tiêu đó, tự chủ về tài chính. Họ làm được thế để tăng vóc dáng đẹp đẽ. Tôi nói rằng đúng là như vậy, họ đang thiếu đi một phương tiện, một cơ hội. Và đó là ba ý chính tôi sẽ chia sẻ với mọi người về việc giao tiếp giúp họ hình dung rất rõ, nhận diện rất rõ họ đang ở vị trí nào, họ cần làm gì và giải pháp là gì. Và tiếp theo tôi sẽ dùng câu chuyện. Tôi sẽ dùng câu chuyện phù hợp về sản phẩm, về kinh doanh, về công ty, về thành công. Và tôi kể với họ, tôi bán theo câu chuyện đó. Ở đây, cách bạn có thể kể những cái câu chuyện trong kinh doanh theo mạng là rất quan trọng. Cách bạn có câu chuyện này ra sao? Thứ nhất, bạn cần tạo ra câu chuyện của chính mình. Về sản phẩm, để áp chuyển đổi ra sao? Về kinh doanh, bạn đã chuyển đổi như thế nào? Đó là câu chuyện của chính bạn. Hoặc bằng cách nào đó, bạn đi sưu tầm những câu chuyện của những người khác. Và bạn sưu tầm càng nhiều những câu chuyện thành công càng tốt. Và hãy theo lời khuyên và tài liệu của tôi dành cho tất cả những người kinh doanh theo mạng, đó là bạn hãy tạo ra một thư viện về những câu chuyện chuyển đổi. Hãy tạo ra thư viện những câu chuyện chuyển đổi, những câu chuyện thành công, câu chuyện chuyển đổi về sức khỏe và sắc diện của khách hàng. Hoặc chính bạn, khi bạn có những người khách hàng, hãy tận tâm chăm sóc họ. Hãy chăm sóc họ, giúp họ tạo ra câu chuyện chuyển đổi của chính họ. Và bạn sưu tầm lại những câu chuyện đó. Tôi có một người khách hàng, anh ta thừa 20kg. Anh ta sau một thời gian sử dụng, anh ta bây giờ đã thon gọn, thân hình 6 múi. Tôi có một người chị, người ta đang là một giáo viên. Sau một thời gian kinh doanh theo mạng, họ thấy tự tin hơn, giỏi hơn và tự chủ về tài chính. Bạn sưu tầm những cái câu chuyện đó. Hãy nhớ, nếu bạn chỉ bán sản phẩm, bạn phải kiếm thêm thu nhập. Và nếu bạn biết cách bán câu chuyện chuyển đổi, bạn có thể tạo ra cả một gia tài. Hãy nhớ, nếu bạn chỉ bán sản phẩm, bạn chỉ có thể kiếm thêm thu nhập. Còn nếu bạn biết bắt cách bán câu chuyện chuyển đổi, bạn có thể tạo ra cả một gia tài. Rất quan trọng. Và điều tiếp theo trong kỹ năng giao tiếp, đó là giúp cho họ thấy được một phiên bản tốt hơn, hoàn hảo hơn nằm ngay trong chính con người của họ. Bằng cách nào đó, mọi người thường tự ti, thiếu tự tin vào bản thân. Do đó, bằng giao tiếp, bằng sự hình dung liên tưởng, bạn cần phải chỉ ra cho họ thấy rằng trong bản thân họ có một phiên bản tốt hơn, năng lượng hơn, tự tin hơn đang nằm ẩn ngay chính ở trong con người của họ. Là giúp họ vượt qua quá khứ, giúp họ hướng đến tương lai.
để họ thấy được điều họ chưa từng thấy ở trong bản thân mình. Điều đó rất quan trọng. Và cuối cùng, đó là bạn được trả tiền không phải bằng thời gian, mà bạn được trả bằng những giá trị bạn trao ra trên thị trường. Tôi nhắc lại, số tiền cái thu nhập của bạn được trả không được tính bằng thời gian bạn dành ra bao nhiêu đâu, mà tính bằng giá trị bạn trao ra cho thị trường. Và trong kinh doanh theo mạng, giá trị đó được tính bằng bao nhiêu người bạn giúp được. Tôi nhắc lại, giá trị đó trong kinh doanh theo mạng đó là bạn giúp được bao nhiêu người. Nhờ họ, nhờ bạn mà họ thành công hơn, nhờ bạn mà họ có sức khỏe hơn, có vóc dáng tốt hơn, họ thành công hơn, họ tự chủ về tài chính hơn. Bao nhiêu câu chuyện đã chuyển đổi qua chính bạn. Thì đó là cách bạn được trả thu nhập rất lớn theo kinh doanh theo mạng. Wow, các bạn thấy không? Đây là một hành trình khá là dài. Và đây là những kinh nghiệm, những bài học, những bí kíp mà chính tôi đã đúc rút lại và giúp tôi thành công trong kinh doanh theo mạng rất lớn. Và tôi tin rằng nó vẫn còn nguyên giá trị đến tận ngày hôm nay. Do đó hôm nay tôi dành thời gian chia sẻ cho các bạn. Bất kể các bạn mới bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh theo mạng, bạn đã có kinh nghiệm hoặc bạn đã thành công lớn, hãy một lần xem lại, nghe lại những cái câu chuyện, những bài học của tôi vừa kể. Bởi vì đây là những điều cốt lõi, chính yếu nhất kinh doanh theo mạng. Những cái về hình thức có thể thay đổi, internet có thể thay đổi, mạng xã hội có thể thay đổi, nhưng nguyên tắc, nguyên lý thì không bao giờ thay đổi. Các bạn hãy nhớ điều đó. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của tôi, và rất vui có thể được đồng hành với bạn trong chương trình này. Hẹn gặp lại với các bạn trong chương trình tiếp theo. Chúc các bạn luôn vững tin, có một niềm tin lớn vào kinh doanh theo mạng và tiếp tục bước đi trên con đường này, trên hành trình giúp đỡ chính bản thân mình và giúp đỡ hàng ngàn người khác có cuộc sống chất lượng tốt hơn. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại.